Lời đầu cho mình gửi tới trong trân trọng đến toàn thể anh em chưa đâu trên miền Tổ quốc. Qua đây xin lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube Việt Ngọc Phát Triển. Em cảm ơn và những lời gửi biên thành cũng như lời động viên của các bác ở kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Hôm nay là ngày 28 tháng 12, em chân thành giới thiệu tiếp với các một chiếc đầu đĩa của hãng Victor với model là XLZ311. Ở đây là một chiếc đầu đã được bác khách ở thủ đô Hà Nội đã chuyển đủ tiền đặt mua với giá là 1,2 triệu đồng. Và hôm nay nó vệ sinh xong và làm việc test trước khi gửi hàng đi cho bác chủ được biết, cũng như anh em nào mà chưa biết sản phẩm này thì cũng được chiêm ngưỡng và tham khảo. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 1988 với giá xuất xưởng của nó là 49.800 yên, nó tương đương với khoảng 11 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Đấy, và giá thành hiện tại bây giờ nó chỉ có 1,2 triệu đồng thôi ạ. Thì chiếc đầu này sử dụng mắt đọc, thì mắt đọc của Victor. Thì Victor thì không chung mắt đọc với bất kỳ hãng nào và dùng hai con chip rẻ mã PCM56P cho chất âm rất là mềm mại, ngọt ngào và chi tiết. Đấy. Nào mà nghe nhạc vàng, nhạc hòa tấu không lời thì rất là tuyệt vời. Đấy, cũng là bolero. Sản phẩm này sở hữu size ngang là 43,5 cm, chiều cao của nó là 11,5 cm và chiều sâu của nó là 30 cm, nó nặng 5 kg. Đấy. Phần là ngoại hình thì em quay chi tiết để cho các được thấy ạ. Đấy. Đồng hồ quát lớn ạ. Đây có một cái vết xước nhẹ. Đấy. Và góc này hơi cấn nhẹ này. Đấy. Cơ bản là mặt mũi em nó rất là đẹp. Ở đây có trời sơn. Ở đây dưới này có. Đây, phần cạnh trên đây. Đây, cạnh trên thì nó có những cái vết sức nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Đây. Có trời. Đây có vết sức. Đây ạ, model của nó là XLZ311, điện 100V, công suất của nó là 15W. Số máy thì còn 5 số đấy ạ, 09308 đấy ạ. Đấy. Có đường analog ra, đường ngọc quang, một đường hoạt động bình thường, một đường cô xoan ra. Đây để kết nối với âm đi, chứ không phải là đường vào cũng nhé. Đấy, đây là đầu đọc đĩa CD, chứ không phải là đầu giải mã. Đây là phần nội thất của em ạ. Nhà nội thất của em nó thì còn rất là mới ạ. Và dùng hai con chỉ giảm áp PCM56P, một con, hai con. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng có chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho các bác được thưởng thức. Thì em sẽ giới thiệu luôn là em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Bên em thì không bán hàng ship COD, mong các bác không tả. Các bác chuyển đủ tiền thì em mới vệ sinh, em mới làm video test cho. Sau 3 đến 4 ngày thì em gửi hình ảnh video cho các bác. Bác nào ưng ý thì chuyển hàng đi, không ưng ý trả tiền 100%. Trong quá trình vận chuyển nhận hàng xảy ra sự cố thì gửi hàng em và em hoàn tiền lại 100% cho các bác. Đấy. Rồi, hôm nay thì em cũng xin test cái chiếc đầu này với cái CD của Kim Yến. Đấy, để cho các bác được thưởng thức bằng phôi sáo chép. Đấy. Rồi, nhận bài luôn. Các bác đeo tai phone vào để thưởng thức ạ. Thank you.
Em xin phép được dừng ở video ở đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau.